Rồi, ok cá cho chồng. Còn 4 phút nữa mới được cân sôi. Kêu Vinh Sang. Con không nghe lại kia con. Con không nghe chụp hình gửi cho hắn đòi tiền. Nhưng mà bây giờ lên cá thế rồi không biết kéo lắm Vinh Sang đâu, không chơi đâu. Ông không lấy trong ngàn lại được của Vinh thì lấy xôi cũng được. Ba một năm năm đang cho sôi. Đầu giờ đã thấy khó chịu thế. Mới đầu giờ thấy khó chịu khó ưa rồi đấy. Ấy một ngơ lại và một đống ở ngoài đấy. Tiếp tục bọc cá cho chầm. Rồi nên cân sôi đi. Mới 31-50. Rồi, tiếp tục bốc cá. Úi dồi ôi, bỏ cái vật ra, bỏ vật ra đã. Anh cứ bỏ cái vật ra xong kêu ông Đạ ở ngồi dưới nó mới vật cho. Bắt nó phải sang vật cho chứ. Không kêu người vật phụ là rất khó khăn. Tôi vẫn đang dẫn 31-50. Tiếp tục lên cho chầm nhá, nhưng mà không đè được xôi, con nữ đấy không đè được xôi. Rồi tiếp tục báo cá nữa, sắp đôi
cái gì? Hả? À, một con vào. Ôi, con này được rồi, tiếp tục bốc cá. Ôi, đẹp rồi. 4 cân rồi. Ba một ba năm. Ừ. Đó rồi. Tiếp tục bóc cá cho kẹt nha. Đè thôi hả? Đè nó, nếu mà nó đè mình sang lấy người, lấy thịt đè người. Yeah. Nó mà đè mình bây giờ là phút cuối là mình lấy thịt đè người nó. Ờ, thằng này nhỏ mà. Du cái nó bé đúng rồi. Cân được không? Được bao? Đọc to lên. Rồi, thế là 3 tiếng này chắc là 31 50 nượm sôi rồi. Tiếp tục bốc cá cho Trung Quang. Chưa mới Trung Quang ơi. Rồi, tiếp tục bốc cá. Cho thành dâu. Sốc đi. Sốc nó đi cho khỏe đi sao? Quá coi thường cá Hồ Hoa Phương. Có bé thả lại anh ạ, để bắt con Trung Quang trên phương. Bé quá, tầm mấy ký rồi. Bé quá thả lại. À, con này được. Mồ nó bé không người nó to thế. Bé quá thả lại để bắt khác. Ăn mồ thế này mà kêu sốc. Nè. Nhấp quá. Đi vào đấy cho anh động được cá này. Phải đi. Đấy, được đấy, được. Yeah. Ghi nhận, ghi nhận. Có ý định thả xuống hồ cái nhỉ? Lâu cá mẹ cầm giờ nó không biết gì luôn. Hai bốn tám năm. 2485 đang nhớ xưa rồi. Tiếp tục bốc cá cho chú Thiện.
Vậy vậy sao anh để không kể lộn? Thì nghe nghe một số nghe. Ừ, nghe rít rít. Nghe rít chứ. Ý dạ. Ôi dồi ôi. Trời. Vậy vậy ra sao? Ừ, vậy ra chơi vô. Chắc cái tôi chạy mấy trời. Trời. Tôi 7 cân rồi. Tôi khuyên. Tôi 7 cân rồi. Cần thì đi luôn. Thế bảo chú thà là săn săn tôi tô nào thế. Ừ. Cá quý. Lắm sôi thôi. Được 2 ký không? Hơn cái. Cá 7 á. Cân sôi. Ấy xa. À, con này chắc không được 2 ký. Cân sôi. Quen đâu? Quen đâu? Mang vào cho cháu xong nhắn này. Đây cũng đầm 2 ký 3 thôi. Xôi không bao nhiêu? 1 ký. Này ta sợ ký 7, ký 8. 2, 4, 8, 5. Ký 7, ký 8 bằng cái cổ tay á chứ các bạn. Xôi ăn rồi anh vô ơi. Đấy lấy không? Lấy đây em lên đây em trộn nhá, tại vì cái mùi khoai này nó ấy quá em phải trộn thêm đồ vô. Thế nên em qua chứng kiến luôn này. Em xôi à? Thế thôi em đéo anh đéo cân đâu. Hai năm không công ơi, 2500 để xôi được để vào chú. Thì mày đọc ý thế 2500 thì thấy. Nó chưa lóc. Để vào cho lóc đi. Được chưa? Rồi lóc rồi. Đè rồi mà. 2500. Đấy rồi. Ờ, tiếp tục cầu cá cho chú em. Được, bằng nào nữa. Cá nhỏ mà. To là cái không còn ở đâu á. Nhỏ. 3 ký á. Nhỏ là ký á. Cá mấy lạng hả? Trời ơi, đánh. Cá mấy lạng được đủ lực sôi rồi. Cần gì đánh nhiều. Chục này to mà. To quá. Đấy cái vật này to hơn. Săn hàng. Săn hàng. Con này con săn hàng. Ôi trời ơi. Nhỏ rồi. Ô kìa. 3 ký rồi. Dài ra tí chứ. Thành đấy ha. Dài dài ra tí chứ. Dạ dạ cả thành đấy. Vậy sao được. Tiếp tục đến ra bung dèo. Còn mấy chuyên gia đang đánh thi.
kéo không kéo ấy. Rồi đã buông dèo. Tiếp tục câu cá. Số mới, số mới. Rồi, lại tiếp tục được bóng cá. Ôi trời ơi, tăng rồi. Ôi, sắp đôi luôn. Một con, hai con. Và con thứ ba, toang. Toang rồi, con ba toang rồi, một con vào giỏ. Là con thứ tư này, con thứ tư này mình muốn toang nữa. Ở bên kia cơ. Con này là con thứ tư, con kia là con thứ ba chưa lên. Không, đấy rồi. Rồi mới 29, mới 29 năm. Mới có 29 hả? Mới có 29 năm 10 hả? 29 chứ. Đấy là cái bỏ đó. Hiện tại vẫn còn một cần vẫn đang rất bồng bềnh. Lại có cá chua. Lại có 50.000. Kèo kèo lấy cần, kèo kèo cái đít cần vào. Ôi giời, bị đè đau quá đấy. Bác 025 đang dẫn sôi. 29 50 nó bị đè. Hai chín năm mươi ba đấy.
Rộp, bỏ bằng chết. Tha mà nó thả, tha bò, à, nhà ấy, giữa lưới thả 50.000. Thế rồi lại đứt được. Đáng thì được 50.000. 50.000 cũng không thành công. Rồi lại tiếp tục lại được bao cả. Con đấy lên thả đi Thắng ơi. Con đấy thấy nó không có cái hiệu quả gì nên thả đi. Hả? Lấy cho em khi cắm. Mẹ đánh chép à? Cứ bán cho bịch cám lấy bao nhiêu lấy 500 hay 1 triệu lấy. Miễn sao là cám cá ăn là được. Ai ba mấy mà vẫn cân à? Ừ, nhiều đấy. Rất cả sấp đôi là đè rồi. Đúng không? Ừ, sấp đôi là chắc là đè chắc rồi. Được, vẫn phải chấp đôi, nhìn cá lên nhanh thế phải chấp đôi, cá nó phải lên chậm chậm cơ, khoảng 10 phút đến 15 phút, đây là cò cưa cú cưa là nửa tiếng, cứ túc nó bắt thế để nó mới, bà con ngay chim cầm mỏi hết tay nó chưa lên cá, à, thôi thôi cho mày bắt luôn, ta khỏi ngay chim mày luôn. Thôi tiếp tục câu cá. Hai chín năm năm. Trời nuốt luôn. Đừng mày nút.
3025 đang kéo xuôi.